Được rồi, vô. Rồi. Chào mừng các bạn đến với lại cầu Long Phủi bầu cắt ba. Trận đấu mà các bạn đang xem sẽ là cuộc đối đầu giữa hai mắm rút, bên kia là Hoàng Diệt đứng trên, trung lưới đứng dưới và áo đen Hồng Thắm. Bên này Cường Nhỏ, áo vàng đứng sau. Áo đen thui thù lùi là Kiều Oanh, còn áo trắng non là quần hồng là Thí Liễu. Rồi đó, vừa nhắc tên là đã thể hiện rồi. Vừa rồi là Thí Liễu mới vừa kết thúc một pha cầu đó. Thí Liễu nữa, Thí Liễu quanh hoài đúng rồi, hay quá. Cái đó là bây giờ là tỷ số bao nhiêu rồi? 1-1 đúng không? 2-1 nghiêng về đội của trung lưới Hoàng Việt với lại Hồng Thắm. Trời ơi, quýnh vô mấy người này không thì trời. 3-1. Anh phải sắp xếp đội hình chứ. Ví dụ như anh có thể nói là vô á. Quýnh. Trời ơi, không có người. Đúng một. Đâu Cường Nhỏ hãy sắp xếp đội hình đi. Cường Nhỏ ví dụ Cường Nhỏ biểu sắp là lên trên lưới đi. Đứng gần lưới chốt. Liệu đứng gần lưới chốt cho người ta quýnh vô lưới luôn. Đứng gần lưới. Nếu người ta quýnh vô là năm ăn năm thua rồi. 2-6. Đội của trung lưới Hoàng Việt với lại Hồng Thắm mạnh lên đó, thấy không? 3-6 rồi. Đội của Việt trung lưới với lại Hồng Thắm là mạnh hơn theo như các nhà cái là đặt ra là tỷ lệ là 10-5, còn đội Cường Nhỏ thì đặt 10-50. Chờ bản lãnh của Cường Nhỏ coi coi sao đâu. Tốt cầu. Tôi bình luận viên kim trọng tài. Ai ăn gian là nếu nhận tiền thì tôi cho qua, còn nếu mà không có tiền là tôi bắt hết. Tám. Năm tám. Năm tám không có vấn đề gì phải lo hết. Cường Nhỏ phải hộ giá chứ. Cường Nhỏ không có than vãn nha. 6-8 đâu có gì đâu. 6-8 đi xem Cường Nhỏ là chứng tỏ sức mạnh coi. One up luôn. One. Đúng rồi. One. Tốt cầu. Trung lưới vừa rồi đã lên lưới rất xuất sắc. 9-6. Liệu nè, trung lưới đập nè. Cường Nhỏ hay lắm. Cường Nhỏ one. Cường Nhỏ nè, đáp, cơ hội tới rồi. 0-6. Giờ là 16. Đang nghiêng về cho đội trung lưới Hoàng Việt cho lại Hồng Thắm. Bây giờ Hồng Thắm giao cầu Kiều Oanh đỡ cầu. Quýnh đi. Để cho Cường lo. Đúng rồi, để Cường lo. Cường đập đi, có cơ hội là đập đi. Cường sao vậy? Cường trời ơi, một mười một sáu mười hai sáu đội của trung lưới Việt với lại Hồng Thắm tỏ ra quá mạnh, mạnh mẽ lên. Cường Nhỏ đâu? Hồi xưa Lý Tiểu Long một mình 10 thằng bao vô Lý Tiểu Long quýnh te thua hết, còn bây giờ có 3 đứa bù vô quýnh cường te thua hết. Cường không còn mánh giáp. Lý Tiểu Long mà thấy 10 thằng 20 thằng gì vô quẩy một cái bay hết lên trời. Cường Nhỏ có ba cùi bắp nhau vô quýnh thôi cắn rỉa Cường. Cường như là không thể nào chịu nổi trơn. Gì kỳ vậy?
gì vậy? Cái gì? 13 6 hả? Sao có 6 đứng hoài hả? Lên từng do. Rồi đĩa luôn ra. Chết rồi. Coi lại nha, sắp xếp đội hình vô. Kiều Quanh đứng gần lưới một chút, đập mạnh vô. Đứng lại gần lưới đi. Bây giờ đội hình bên kia quan trọng là Kiều Quanh đứng gần lưới á, chứ không phải liệu đâu. Kiều Anh đứng gần lưới để tránh những cái pha cầu nhỏ nhỏ của bên này. Đứng gần lưới lại. Có thì ăn, không có điên cương để nó khỏi dướng tay. Đó, một mình nó xử tốt mà. Trời ơi, bởi vậy dù là Lý Tiểu Long thì cũng phải có quân viên chứ. Một mình Lý Tiểu Long vừa quánh vừa suy nghĩ thì cũng không làm ăn gì được, thấy không? Đây, có quân viên đây, miễn phí đây. Vô. Rồi, Kiều Anh lên trên một chút để cho ông Cường nó. Kiều Anh phải gần lưới để cho Cường nó rảnh tay. Ý nó rảnh tay á, nó không có bị dướng, nó mắc đường chạy nó. Bảy, 17-9. 18-9. Đó. 19 đều. Bây giờ nếu như mà có mặt gấu ngàn năm thì có thể hy vọng mai ra có thể cứu được đội của trường nhỏ. Còn hả, mặt gấu 500 năm thì uống vô cũng phí thôi, không có lợi gì hết. Rồi, Lè lói không có một chút hy vọng nào hết. Cái này là ai đi mà chạm vào than á, nó bung bung lên thôi chứ không có phải là ánh lửa đâu. Không nhầm gì, không thể nào có hy vọng được rồi, không thể nào có hy vọng. Trung hy vọng tới 20 rồi mà, 20 mới có 3 mà. Còn Cường, Cường thấy không, bởi vậy nó đứng gần lưới để cho Cường còn cậu đỡ được. 20 rồi. 20, 12. Non cầu. Ủa hết hả? Thôi, đội của Trung Lưới với lại Hoàng Việt với Hồng Thấm đã chiến thắng rồi. Bây giờ coi sao vô.